cho chim ăn như hàng ngày. Gì loãng. Ông ngồi chú cho ra đây tập thể dục. Biết há mồm rồi này, xong hai chú không rơi vào giọt nào cả. Còn ở đây tập thể dục. Không phải vành mồm, tự nó há mồm thế à, đưa tay vào. Được. Bà chú con này vừa nọ đỏ hỏn đấy, hai con buộc chân xanh đấy. Con này vừa chú hôm qua nay biết há mồm luôn này. Bốn chú cầm cánh lên cho nó tập thể dục. Thấy lên lên. Đấy, con này là bắt đầu học chỗ này. Đấy, nhặt chỗ này. Con này thử kiểm tra xem con nào nó biết chỗ là mình thả lên lên sàn đấy, đói nó phải chỗ thôi. Đàn anh đàn chị biết chỗ là mình thả chỗ. Nhất răng con nào cong chân khèo chân thì phải điều chỉnh ngay. Lạnh tự nó tụng với nhau. Đấy, con kia ăn được hạt lúa ấy. Chỗ được chưa? Được. Nuốt hạt lúa luôn đấy à? Ừ. Con này thì mới cho lên sàn luôn. Mày bản thân mày là sát sát là
phát. Đấy, nhìn phân nó đẹp như này, nó là phân này. Khi cầm con chim non, các bạn cầm hai cánh nhấc lên như này, nó sẽ không ảnh hưởng. Tắt liên tục luôn. Bừng luôn, không. Con này nó còn học chỗ, con này nó còn học chỗ đấy. Bé tí, thớp đấy. Tí tỏ nó có bởi bản năng sinh tồn nó từ bé nó đã như thế. Quay con học chỗ như ngay cánh thì biết được đến tầm nào đi. Để cho nó con nọ tưởng con kia là mẹ. Sinh tồn. Đấy, thì quay thì cứ... Thường thì sau khi xuống ổ khoảng một ngày thì là chúng chưa biết há mồm, nhưng mà ta bón thì để những cái con nó đã biết há mồm rồi, bên cạnh nó thì nó sẽ học nhau để nó sẽ há mồm. Nếu như chúng biết há mồm đồng nghĩa với cái việc là mình bón nó sẽ rất là an toàn cho con chim. Đống chim non qua bắt không cảm thấy không cảm thấy hai hộp rồi. Cái này xuống ngủ rất đều đặn. Anh gì thường nước sôi ấm cái bí điện. Hay chim non. Kiểm tra bằng tay này. Nước ấm khỏi lạnh bụng đi à. Tự tụng vào nhau. Đúng rồi, xin anh lên để cho nó khỏi khói cắn. Bơm nhanh một cái thì nó sẽ không bị tắc.
Này vậy con này. Chụp cái kiểu ai chụp vậy? Bỏ công gì đi làm. Bố biết bố rồi nhưng mà nó không bay, nó không ấy, nó không thèm bay như ngoài thiên nhiên, nó bay lâu rồi theo đàn của nó. Chắc tưởng anh để đâu? Để dưới chắc là đấy. Nghe chưa?